Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 5, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú phối hợp với Ban Bầu cử số 10 tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 3 và Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 10 với cử tri địa phương để những người ứng cử gặp gỡ báo cáo dự kiến chương trình hành động và vận động bầu cử. Tại điểm tiếp xúc, các cử tri đã nghe đại diện Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, bà con cử tri lần lượt được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua chương trình hành động, các đại biểu đều thể hiện rõ quan điểm của người đại biểu dân cử, với mục tiêu nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đảng viên là cầu nối thông qua hoạt động đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tại hội nghị đa số cử tri đều thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác thu hút đầu tư xây dựng các khu công nghiệp để tạo việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự nhất là tội phạm về ma túy đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng các công trình phúc lợi xã hội các đại biểu ứng cử đã ghi nhận những kỳ vọng của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu, thực hiện là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những vấn đề nội dung quyền hạn của mình mà cử tri đang quan tâm.